app mình tải được nha. Đây Bà Rịa Vũng Tàu, đây là của Vũng Tàu, vậy có nghĩa là thành Vũng Tàu này chắc là của thành phố này, còn đây là chung Bà Rịa và Vũng Tàu luôn. Đây Hà Nội này, quy hoạch xây dựng cái gì đây, Bình Phước, cái này là Bình Phước nè, này là Thủ Thiêm quận 1 nè, Bắc Giang nè, Quảng Bình, Thái Bình, Thủ Đức quận 12, thông tin quy hoạch của hàng nào đây, Đà Lạt. Đà Lạt hay lắm nha, Đà Lạt có hiện giá tiền luôn. Quy hoạch xây dựng Bà Rịa Vũng Tàu, vậy cắt chắc là cái mới cái cũ á, Long An này, Bình Dương này, Hồ Chí Minh, Đồng Nai list à, của Đồng Nai mình bấm vào Hồ Chí Minh nha. Đây cái đoạn đường này gọi là cái đoạn đường ngã tư Bảy Hiền, đây là Bệnh viện Thống Nhất nè các bạn. Các bạn thấy không, mình đi từ Trường Chinh qua mình thấy một số căn nhà bị đập á. Đây đây là lý do bị đập nha các bạn, cái bùng binh của nó mở rộng ra nè. Đấy, nó sẽ đồ nguyên một đấu số đường Võ Hành Trang bị giải tỏ nè, đường Lý Thường Kiệt cũng mở rộng ra chút nè, đường Hoàng Văn Thụ vẫn mở rộng nha. Đây trục đường chính là cái đường nhỏ, đường mở rộng là cái dòng đây dòng mờ 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 qua đấy, các bạn thấy chưa?